Chào cả nhà, hôm nay Sáp Thảo Dược Thanh Phát xin giới thiệu với cả nhà biết đến một loại cây rất là quý. Đây là hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực thì chắc cả nhà đã biết đến nhiều rồi. Nó được mọc ra từ cái cây đu đủ đực. Cây đu đủ đực thì nó chỉ ra hoa và không có trái nha cả nhà. Theo nghiên cứu thì bông đu đủ đực có vị đắng, tính bình, không độc và có tác dụng là chống viêm, tiêu sưng. Hoa đu đủ đực còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền, dùng để chữa ho, này, dạ dày, tiểu đường, hỗ trợ và điều trị ung thư. Ở đây thì nó còn đặc trị ho, long đờm, bổ phổi nha cả nhà. Về cách dùng thì hoa đu đủ đực có thể ngâm với mật ong nè, hoặc là các bạn có thể hấp với mật ong để chữa cho trẻ nhỏ khi mà nó mới chớm ho, hoặc là người lớn có thể dùng hoa đu đủ đực để hãm trà. Và trong cái bài thuốc mà điều trị ung thư á, thì người ta cũng hay dùng hoa đu đủ đực là một vị thuốc rất là hay, người ta kết hợp cùng với các loại thảo dược khác trong việc hỗ trợ và điều trị ung thư, rất là hay nha cả nhà. Hiện tại thì Shop Thảo Dược Thanh Phát mà đang cung cấp hoa đu đủ đực. Đây là một loại hoa cực kỳ quý và hiếm nha cả nhà. Và hoa đu đủ đực nó có nhiều loại. Đây là những cái loại mà dùng nụ không có cuống này, là loại 1, dùng rất là tốt luôn. Nếu mà cả nhà ai có nhu cầu cần mua hoa đu đủ đực thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nhé. Shop mình chuyên cung cấp các loại thảo dược và cây thuốc nam, trong đó có rất là nhiều loại cây thuốc nam quý hiếm. Các bạn có nhu cầu muốn mua thì có thể đặt hàng trực tiếp trên website thaodượcthanhphat.com hoặc các bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số 0985113004 để được tư vấn và đặt hàng nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.